Một người phụ nữ đã gọi điện đến 911 để đặt pizza và sự thật phía sau khiến anh ấy đều ngỡ ngàng. Ngày 13 tháng 11 năm 2019, một người cảnh sát ở Ohio đang lái xe về nhà thì nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Một người phụ nữ đã gọi cho ông ta để đặt một chiếc bánh pizza nhưng ông ta bảo là nhầm số. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn khẳng định muốn đặt bánh pizza và còn kèm theo địa chỉ nhà. Nhận thấy điều bất thường, người cảnh sát đã lái xe đến địa chỉ đó và phát hiện ra sự thật. Hai mẹ con người gọi điện thoại đã bị bạo hành bởi một người đàn ông 56 tuổi. Chính vì vậy, cô ta đã giả vờ gọi pizza để tố cáo người đàn ông này.